Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi series Phương pháp Shadowing. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài Listen a Minute, chủ đề Actor. Actors. Being an actor must be great. I really wish I could act. I'd love to have the confidence to act in front of people. Being a member of the audience at the theatre is great, but acting on stage is better. I wonder what it's like to be a movie star. I think you need to be beautiful or handsome to be a successful Hollywood or Bollywood actor. They all look great. Actors are very lucky. They get paid huge amounts of money to do what they love doing. My favourite actors are all dead now. I really like the actors in the old black and white movies. They all looked so cool. Actors in the old days seemed to be more glamorous than today's actors. The best thing about being an actor is that all of your friends are famous too. Các bạn vừa nghe bản 1 phút do người bản xứ nói. Sau đây chúng ta sẽ phân tích từng câu một ạ. Being an actor must be great. Being an actor must be great. I really wish I could act. I really wish I could act. I'd love to have the confidence to act in front of people. I love to have the confidence to act in front of people. Being a member of the audience at the theater is great. Being a member of the audience at the theater is great. But acting on stage is better. But acting on stage is better. I wonder what it's like to be a movie star. I wonder what it's like to be a movie star. I think you need to be beautiful or handsome to be a successful Hollywood or Bollywood actor. I think you need to be beautiful or handsome to be a successful Hollywood or Bollywood actor. They all look great. They all look great. Actors are very lucky. Actors are very lucky. They get paid huge amounts of money to do what they love doing. They get paid huge amounts of money to do what they love doing. My favorite actors are all dead now. My favorite actors are all dead now. I really like the actors in the old black and white movies. I really like the actors in the old black and white movies. They all look so cool. They all look so cool. Actors in the old days seem to be more glamorous than today's actors. Actors in the old days seem to be more glamorous than today's actors. The best thing about being an actor is that all of your friends are famous too. The best thing about being an actor is that all of your friends are famous too. Ok, sau đây chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa sau những cái câu vừa rồi nhé. Thì câu đầu tiên đó là các bạn hãy quan tâm đến từ actor, đó là diễn viên. Và to great là tuyệt vời. Suy ra câu này các bạn sẽ dịch là làm một diễn viên thì có vẻ là rất là tuyệt. Tiếp theo các bạn hãy biết là từ wish là mong ước điều gì. Từ act là diễn xuất. Thì tức là gì? Tôi thực sự mong là tôi có thể diễn xuất được. Và câu tiếp theo là có từ confidence. Confidence là sự tự tin. Từ act là diễn xuất. Từ in front of là trước. Và people là mọi người. Suy ra câu này các bạn sẽ dịch là tôi rất mong muốn là tôi có được cái sự tự tin để mà diễn trước mọi người. Câu tiếp theo là từ member là thành viên, từ audience là khán giả, từ theater là rạp hát, từ great là tuyệt vời. Cho câu này sẽ là một cái người trong số những người khán giả ấy thì ở theater là ở rạp hát thì rất là tuyệt vời. Nhưng từ but là nhưng tuy nhiên là về acting là diễn và stage là sân khấu và từ better là tuyệt vời hơn.
thì các bạn sẽ dịch cái câu này đầy đủ là là một người trong số khán giả ở rạp hát ấy thì rất là tuyệt. Tuy nhiên mà được đứng trên sân khấu diễn xuất thì còn tuyệt vời hơn nhiều hơn. Và tiếp theo từ wonder. Từ wonder này các bạn đã gặp trong bài accident tập trước là có nghĩa là băn khoăn tự hỏi. Và từ what's like thì các bạn sẽ dịch là như thế nào. Và từ movie star sẽ là ngôi sao phim. Suy ra câu này các bạn sẽ dịch là tôi băn khoăn tự hỏi là sẽ như thế nào nếu mà tôi trở thành một cái ngôi sao phim. Và tiếp theo là think là suy nghĩ, từ need là cần, từ beautiful là xinh đẹp, từ handsome là đẹp trai, từ successful là thành công, Hollywood là Hollywood Âu Mỹ, còn Bollywood là của Ấn Độ ạ. Actor là diễn viên. Suy ra câu này các bạn sẽ dịch là tôi nghĩ là nếu mà để là trở thành một cái diễn viên thành công của Hollywood hay của Bollywood ấy thì bạn cần phải là rất là xinh đẹp và đẹp trai. Tiếp theo là có từ all là tất cả, từ look, look này có nghĩa là trông có vẻ, và great là tuyệt vời, tức là tất cả những cái diễn viên Hollywood và Bollywood ấy thì trông họ rất là tuyệt vời. Tiếp theo từ actor là diễn viên, từ lucky là may mắn, thì câu này các bạn sẽ dịch là gì? Tất cả những cái diễn viên ấy thì họ rất là may mắn. Ok, và từ tiếp theo các bạn sẽ cần biết là từ paid. Pay là thanh toán, là trả tiền đúng không ạ? Từ huge là lớn, từ amount, từ money là tiền. Tiền trong tiếng Anh thì nó không đếm được, nên suy ra các bạn sẽ dùng từ amount of money là cái lượng tiền, cái khoản tiền lớn, cái số tiền lớn. Và từ do là làm, từ what là cái gì, từ love là thích. Suy ra câu này các bạn sẽ dịch là những cái diễn viên Hollywood hoặc Bollywood ấy thì họ được trả tiền, những cái số tiền rất là khổng lồ để họ làm những cái việc họ thích. Thế tức là cái việc họ thích ở đây là cái việc diễn xuất ấy, thì là diễn xuất mà lại được trả tiền. Tiếp theo từ favorite là yêu thích, từ actor là diễn viên, và từ dead là chết, là qua đời, là mất rồi. Thì tức là gì? Tác giả đang nói là gì? Những cái diễn viên yêu thích của tôi ấy thì bây giờ đều tất cả là đã qua đời rồi. Tiếp theo ạ, từ really là thực sự, really like là thực sự thích, actor là diễn viên, movies là phim, từ white là màu trắng ạ, từ black là màu đen, từ old là cũ. Nên suy ra câu này các bạn sẽ dịch là tôi thực sự thích những cái diễn viên mà cái hồi mà phim còn đen trắng ấy, những cái phim cổ ấy đang còn đen trắng ấy. Và câu tiếp theo các bạn sẽ từ look là trông, trông có vẻ như thế nào đó, và từ cool là rất là ngầu. Thì cái những cái diễn viên mà cái hồi phim đen trắng ấy thì họ đều rất là ngầu. Tiếp tục ạ, từ actor là diễn viên, từ old days là những cái ngày xưa đó, những cái phim đen trắng ngày xưa đó ấy. Từ seem là có vẻ, từ glamorous, glamorous ở đây các bạn sẽ dịch là hào quang, hào nhoáng, đấy, hào quang. Và từ today là hôm nay, ngày nay ạ. Từ actor là diễn viên, suy ra câu này các bạn sẽ dịch là những cái diễn viên cái hồi phim đen trắng ấy thì có vẻ nó họ còn trông là rất là sang chảnh, rất là hào quang, có nhiều hào quang hơn là những cái diễn viên ngày nay. Đấy, tiếp theo từ best, the best là tốt nhất, từ thing là một điều gì đó, từ actor là diễn viên ạ, và từ all là tất cả, từ friends là bạn bè, famous là nổi tiếng, từ too là cũng vậy, các bạn thường hay biết là me too, là tôi cũng vậy ạ. Sau câu cuối cùng này các bạn sẽ dịch là cái điều mà tuyệt vời nhất khi mà trở thành diễn viên ấy là tất cả những người bạn của bạn đều cũng có thể nổi tiếng ạ. Và chúng ta sẽ dịch lại toàn bộ cái bài actor vừa rồi nhá. Là một diễn viên thì hẳn là thật là tuyệt. Tôi thực sự mong là tôi có thể diễn xuất được. Tôi rất muốn là tôi có được cái sự tự tin để mà diễn xuất trước mọi người. Là một người trong số khán giả ngồi ở dưới ấy, ở rạp hát ấy, thì rất là tuyệt vời. Tuy nhiên mà để tự tin là diễn được trên sân khấu thì còn tuyệt vời hơn nhiều ạ. Tôi băn khoăn tự hỏi là để trở thành một ngôi sao phim thì sẽ như thế nào. Và tôi nghĩ là chúng ta là phải cần là
xinh đẹp này và đẹp trai này để là trở thành một cái diễn viên phim Hollywood hay Bollywood rất là thành công ạ. Và nhìn trông họ thì rất là tuyệt vời. Những diễn viên thì rất là may mắn, họ được trả lương một cái số tiền khổng lồ để làm những gì mà họ thích. Và những cái diễn viên mà tác giả yêu thích ấy, những diễn viên của tôi ấy là bây giờ đều đã chết rồi. Tôi thực sự thích những diễn viên trong những cái phim đen trắng ngày xưa. Họ trông rất là ngầu. Những diễn viên những cái thời xưa này ấy, thì họ trông còn có vẻ là rất là hào quang hơn, nhiều hào quang hơn là những cái diễn viên ngày nay. Và điều tuyệt vời nhất khi mà trở thành diễn viên là tất cả những người bạn bè cũng có thể nổi tiếng ạ. Vâng, các bạn vừa học xong bài Actor ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo, đó là Airport. Nếu mà bạn cảm thấy cái bài học hôm nay rất là bổ ích, thú vị ấy, thì đừng quên bấm like và subscribe bên dưới nhé. Tôi là Trịnh Vân Anh, Tiếng Anh.